để coi tôi với bà đứa nào sẽ bay áo vú. Xuống đây ngoại. Hey ngoại, come on here. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là CrisDevilGamer. Và ngày hôm nay mình quyết định là sẽ quay trở lại nhà bà ngoại để xin đi đái chứ bằng được. À không, mình sẽ quay trở lại để tiêu diệt bà ngoại ma cho bằng được nhé các bạn. Ở lần trước thì chúng ta đã bị bà ngoại ma bắt trói vào và lấy xe tông chúng ta, tông mà bay cả chiếc cúc. Bây giờ mình quyết định mình sẽ quay lại. Đó, vừa vô là thấy lụm được một mảnh của cây sạc gân là thấy là muốn bắn tung áo vú bà ngoại rồi. Chuyến này ngoại mệt cái con rồi ngoại ơi. Mình sẽ dụ bả vô phòng trong hơi. Đó, xong trong nổ vú bả luôn. Bị cái hơi nước nóng mà. Các bạn học vật lý cũng biết là những thứ mà sẽ bị phồng lên là do là hơi nóng. Đó, cho bà vô đây. Rồi. À, weapon key, chìa khóa, đây là chìa khóa của cây nỏ. Ok, bây giờ mình nhốt bả chổng được khoảng 15 giây. Rồi ra mình lấy cây nỏ là khoảng 1 phút. Rồi bả bị xỉu trong vòng 1 phút. Cũng nhờ các bạn đã comment rất là nhiều để hướng dẫn cho mình. Và mình cũng đã biết cách chơi sơ sơ rồi. Tại vì các bạn biết sao không? Cái phần mới này á, nó hơi phiền cái là nhiều đồ quá, nó không có nhiều hướng đi quá, cho nên là đồ nó đặt cũng lung tung cả. Tao thích con mẹ mày nha. Xỉu. Đây đây đây. Bây giờ phải lên lấy cái chảnh ra coi. Mày em. Chảnh. Gì vậy má? Đây đây đây. Xuống ghép cây sạch gân mới được. Sắp đủ rồi các bạn ơi. Đây một mảnh. Mảnh thứ hai trong này. À. Hai mảnh rồi. Chỉ còn có cái cò súng nữa thôi. Chỉ cần có mà gắn cò là ta bóp cò là bay áo vú bà liền. Hình như bà tỉnh lại rồi. Này rớt đây là nào vậy? Đây, cò đây. À! Bà nó tan giang rồi các bạn ơi. Tan giang rồi. Má tán bay đầu luôn. Lùng bùng sọ não. Tôi đã bắn bà 2 cái kim thì được rồi. Tôi sẽ bắn bà bằng đạn để coi tôi với bà đứa nào sẽ bay áo vú. Xuống đây ngoại. Hey ngoại, come on here. Rồi bây giờ làm theo hướng dẫn của các bạn. Đó là đi qua cái tầng hầm có nước và lấy súng bắn. Coi chúng ta có gì đồ gì bệnh. Má băng hụt cái chắc khóc quá. Từ từ. Ok. À búa. Gì vậy? 7. Ô, bà già đứng đây. Bà đè đứng đây, thằng ngơ gà nhìn bà già té đâu. Bà già té đây, thằng nho vô buồn bà già đấy tiếp. Bái lòng bà già. Đây, chúng ta coi ở đây chúng ta lấy cái turvit là chúng ta được gì nè. Được gì rồi? Chìa khóa này là chìa khóa tủ xếp ở đây. Đây. À kềm. Má hợp lý luôn. Cắt dây. Nói chung là lần đầu chơi thì còn bị hù được chứ. Sao mình cứ chém gió là mình bị cái gì nha. Cứ sao quên là ăn cứt ngay. Thông lệ ngày xưa giờ. Lần này tôi cho chim ăn. Bà đâu? Ngoại đâu rồi? Lần này tôi đi cho chim ăn á. Ra đây tôi cho bạn kim tim. Bắn nhưng không nghe chim bà. Tôi đi cho chim ăn đây. Bye bà. Nuôi mà nuôi quạ. Còn cái hãng nào á để đồ ăn cho chim mà để đồ ăn con quạ, gớm không? Nào có con chim non, chim đang ở trong lòng. Ừ, cái này là hình như là ở ngoài chỗ chuồng chó đúng không? Tôi đã mở được cánh cửa phía trên gác mái rồi các bạn. Chìa khóa xe. Ủa vậy mình đủ đồ chưa ta? Hả? Thằng điên nào mà để trái dưa hấu ở trong cốp xe trời. Khó nhờ. Gì đây? Spark rớt. Đây, nhà chó. Má sợ bà nghe quá. Nghe tiếng chân. Ẩu ẩu là vỡ đầu liền. Không sao. Gì đây? Master key. Ui cái này chìa khóa cửa. Cái này không gì hết trơn. Chưa quan trọng lắm. Rồi bà ra. Ui ra. Vô. Dễ gì bắt được tôi. Trời. Tưởng bà là ai. Nè tôi lụm tôi bắn bà nè. Đâu? À! Ngày thứ tư. Khổ quá các bạn ơi. Mẹ bà. Cứ bà đánh hoài. Thôi quyết định là không sợ chó nữa nha. Ngoan hiền. Một đứa cháu ngoan hiền của ngoại. Đây rồi. Chuyến này mình quyết định là sẽ trốn khỏi đây bằng xe. Cái spark plug nãy mình đi quăng ở đâu mẹ, quên mẹ rồi. Như trên đây nè. À đây. Trời má, rớt ngay góc luôn. Nó mà chiếu sáng không lên thấy rõ là thua luôn. Trời, cái bẫy tôi đặt 800 năm rồi giờ mà mới đạp. Thánh đạp cứt nhưng mà má đạp con chó đẻ 10 năm trước rồi. Cục cứt nó quá thạch luôn rồi, mẹ mới đạp. Trời ơi. Ở trên gác mái còn thiếu các bạn ơi. Chưa cắt dây. Đó. Giờ phải cắt dây nè. Gì đây? Cái này làm gì ta? Cái này món mới các bạn ơi. Mình chưa bao giờ xài qua cái này. Ui mẹ ơi. Bây giờ lấy cái này chìa khóa lên. Mở khóa trên gác. Có con nhện nhện. Con yêu nhện nhện đó. Đó. Phải lấy thịt đưa cho nó. Yêu nhện nhện khóa ăn thịt đường tăng hả mày. Mình cảm giác giống như mình là Teyuki. Nè ăn đi. À quên đó là kêu chó. À. Chìa khóa này quan trọng nha. Mò thử. Làm được các bạn ơi. Cục pin. Hình như là đủ đồ rồi. Sắp thoát rồi các bạn ơi. Rồi ơi, chưa bao giờ thoát nữa. Cái sự thoát nó lại gần đến như thế. Rồi, rồi bây giờ là đi lấy cái bình xăng này. Đó, phải dụ bà ra ngoài vườn đi bà. Ra ngoài vườn đi bà. Bà mới ngu. Nghe tiếng đâu có chạy mà ầm tới đó. Ngu vậy sao. Nhanh lên, nhanh lên. Oh yeah. Nè, tôi ăn cắp xăng của bà nè. Xăng lên giá lắm, bà ra bà quýnh tôi đi. Ê, bà ngoại. Đó, xỉu nha. Ok, chúng ta còn 1 phút nha các bạn. Mà hãy đếm nha, 1 phút. Ta chỉ có 1 phút thôi. Tại vì vô xe đề máy sẽ rất là ồn. Đó, cho nên chúng ta chỉ có 1 phút để làm tất cả mấy thứ này. Trời, giống như Thỏa ước nguyện vậy đó. Vô nhà bà ngoại đi, đi đái. Đổ xăng nghe như tiếng nước đái không? Ok, chưa có xe đâu. Rồi, đi, đi thôi. Đi thôi, nào. Yes. Chạy được. Chưa mở cửa. What? Oh my god, gì vậy? Padlock key. Ủa, cái chìa khóa màu xanh. Chơi chiêu cũ. Đó, gài bà tiếp. Chắc là bà nghe tiếng rồi. Đó, tranh thủ, chỉ có 1 phút thôi. Rồi, nghe tiếng rồi. Ok, 60 giây bắt đầu. Nhanh lên, Ủa, sao cửa chưa mở lên? Trời, nhanh lên, bà ra bây giờ. Ăn gian lắm. Má ghi 1 phút gì chứ không phải 1 phút đâu. Rõ ràng là mình thấy rất là nhanh luôn các bạn. Trời, lâu vậy luôn hả? Ôi, trời, vừa nghe tiếng bả luôn. Là bà lao xuống mình rồi đó. Thoát rồi. Đi về nhà đái thôi. Ôi, thay cái quần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại 1 like và 1 subscribe cho mình nhé. Và các bạn thấy không? Rõ ràng là Granny ở trên máy tính là khó hơn gấp 100.000 lần Granny mà ở trên điện thoại. Bà rất là nhanh mà nhiều câu đố nữa. Và nếu như mà các bạn muốn theo dõi mình chơi tiếp Granny phần 2 là vừa có ông ngoại vừa có bà ngoại luôn ở trên máy tính thì mình sẽ chinh phục cái game đó nhé các bạn. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.